cái bẫy của Nga ở Biển Đen. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Adipka tiếp tục đến gần hơn với vòng tay của người Nga. Trong khi đó, áp lực quân sự dành cho quân đội Mỹ tại nước ngoài ngày một gia tăng. Người Nga còn đang tìm ra cách để đe dọa tới các vệ tinh của phương Tây trên quỹ đạo và ngọn lửa tại Trung Đông đang trực trở lan rộng, không thể kiểm soát. Những điều này gióng lên một hồi chuông cảnh báo về một tương lai bất ổn đối với toàn nhân loại và không để quý vị chờ đợi lâu. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Quân đội Nga đặt bước tiến trên đường tiếp cận Adipka. Tại khu vực Adipka, các hoạt động của lực lượng vũ trang Nga đang được tăng cường. Đối phương không chỉ thừa nhận việc đã để mất khu vực bãi phế liệu tại Adipka, mà còn nhận thấy rằng quân Nga đã củng cố vị trí quan trọng này. Điều đó giúp cho lực lượng Nga có thể kiểm soát hoàn toàn khu vực từ trên cao. Thước phim hôm nay ngày 25 tháng 10 của RT cho thấy một nhóm lớn binh lính Ukraine đã bị lữ đoàn 114 Nga đẩy ra khỏi bãi phế liệu bằng những đòn tấn công mạnh mẽ. Cũng trong sáng này, báo cáo địa phương nói rằng Nga đã tiến về phía tây Krasnogorovka, nằm ở bên sườn của Adipka. Một cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy rằng sáng nay xe chiến đấu bộ binh Nga đã dọn dẹp các chốt hỏa lực của Ukraine xung quanh Adipka. Sau hai tuần chiến đấu căng thẳng để tiến về Adipka, cờ Nga và biểu ngữ của Lữ đoàn 114 đã tung bay trên ngọn đồi phía bắc thành phố này. Trước đây, quân đội Ukraine tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Nga đã tặt ra cho họ rất nhiều khó khăn cả bên trong thành phố và vùng lân cận. Và người ta đã dùng đến từ địa ngục để mô tả về những gì đã diễn ra. Và đến thời điểm hiện tại, có vẻ như là Kiev đang tiến gần tới việc rút lui cuối cùng khỏi khu vực. Biển đen, cạm bẫy chết người của quân Nga hôm nay tổng thống ukraine zelensky đã tuyên bố trên mạng xã hội x rằng trong nhiều năm quyền kiểm soát biển đen của nga đã tạo ra ảo tưởng về sự thống trị không thể vượt qua việc đưa hàng trăm nghìn người nga tới định cư ở crimea và sự đàn áp hàng loạt đã tạo ra ảo tưởng về một crimea bị khuất phục ảo tưởng đó bây giờ đã tan biến chúng tôi đã làm cho chúng biến mất sau đó thì bộ ngoại giao ukraine cũng tuyên bố rằng nước này đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc ngăn chặn hành động xâm lược quân sự của nga ở biển đen Ukraine, một quốc gia gần như không có năng lực hải quân lớn, đã đẩy được hạm đội biển đen của Nga ra khỏi cảng Sevastopol ở Crimea. Những tuyên bố trên được đưa ra dựa vào việc Nga đã rút phần lớn hạm đội biển đen khỏi căn cứ hải quân chính của mình ở Crimea. Theo báo cáo của Wired, thì ba tàu ngầm bị tấn công và hai tàu khu trục nhỏ đã được rút về các cảng khác của Nga ở Crimea. Việc một quốc gia không có sức mạnh hải quân lớn mà có thể khiến cho hạm đội biển đen của Nga phải rút lui là một điều hoàn toàn vô lý và nó được coi là những tuyên bố mang tính ngoại giao. Nhưng có một điều chắc chắn đó là động thái của Nga có tiềm ẩn những nguy cơ phía sau và đây là một cạm bẫy dành cho chính quyền Kiev. Vì trên thực tế, chính truyền thông Ukraine hôm qua cũng đưa tin rằng người Nga tiếp tục khai thác biển đen, tăng số lượng thủy lôi và sử dụng các phương tiện trên không cho mục đích kiểm soát khu vực. Theo trang MV dẫn lời của Natalia Humeniuk, là người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm chỉ huy tác chiến phía nam Ukraine người Nga đang bố trí nhiều bãi mìn hải quân ở khu vực Biển Đen. Bà nói rằng kẻ thù đang gia tăng số lượng mìn ở Biển Đen. Thỉnh thoảng chúng tôi quan sát thấy hành động của lực lượng không quân chiến thuật của Nga theo hướng Fidonis, cũng như trên các tuyến hàng hải mà các tàu vận tải đi qua. Máy bay Nga đã tiến hành giải mìn trong khu vực hoạt động của các tàu dân sự. Bà Humeniak cũng nói thêm rằng một bãi mìn hải quân Ukraine đã bị phá hủy ở Chornomos. Theo bà, thì quá trình vô hiệu hóa một quả mìn là không hề dễ dàng bởi vì chúng có thể phát nổ ngay tại thời điểm bị phát hiện. Như vậy thì có thể thấy, ngay cả khi hạm đội Biển Đen rút khỏi đây, thì nó cũng không phải là một nơi an toàn để cho quân đội Ukraine và đồng minh tiến vào. Nếu như chính quyền Kiev có thể hồ hởi cho rằng họ đã khiến cho hải quân Nga khiếp sợ và phương Tây thì thúc ép Kiev thực hiện những hành động nóng vội, thì cái bẫy tại đây sẽ khép lại. Nhà chứa máy bay tại căn cứ Mỹ bị phá hủy trong tuần qua, khoảng 20 lính Mỹ đã bị thương trong một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các căn cứ ở Iraq và Syria. Điều này đã được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ hôm nay tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với NBC News. Tuy nhiên, con số và tình trạng thương vong chi tiết thì không được tiết lộ. Vào hôm 18 tháng 10, ít nhất hai máy bay không người lái tấn công đã được phóng vào căn cứ quân sự ở Antam, ở miền nam Syria. Một trong những máy bay không người lái đó đã bị bắn hạ Tất cả những người bị thương đều đã quay trở lại làm nhiệm vụ và căn cứ này không bị hư hại gì. Cũng trong cùng ngày thì thêm 4 lính Mỹ khác bị thương trong hai cuộc tấn công riêng biệt bằng máy bay không người lái vào căn cứ Al-Assad ở miền Tây Iraq. Trong quá trình phòng thủ thì phía Mỹ cũng đã bắn hạ các máy bay không người lái, nhưng mà các mảnh vỡ từ một trong số chúng đã phá hủy một nhà chứa máy bay nhỏ. Truyền tướng Rod Ryder là phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết đã có ít nhất 10 cuộc tấn công như vậy vào các vị trí của Mỹ và liên minh ở Iraq trong tuần qua và thêm 3 cuộc tấn công nữa ở Syria bằng máy bay không người lái và tên lửa. Vị tướng này nhấn mạnh rằng, các nhóm thực hiện các cuộc tấn công đã được Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của nước này hỗ trợ. Ông Ryder nói thêm rằng, chúng tôi đang nhìn thấy khả năng xảy ra một cuộc leo thang quy mô lớn hơn nhằm vào quân đội và nhân viên Mỹ trong khu vực bởi các lực lượng do Iran hậu thuẫn. Trong bối cảnh này, Iran lại thực hiện một động thái gây nguy hiểm cho phía Mỹ, đó là khơi dậy chủ nghĩa chống Mỹ ở Trung Đông. Chủ đốc Iran là Ali Samarkhani, là cố vấn chính trị cho nhà lãnh đạo cách mạng Hồi giáo đã nói rằng Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra trong cuộc chiến Israel-Hamas. Ông ấy viết trên mạng xã hội rằng trong khi Mỹ cảnh báo các nước không nên hỗ trợ những cư dân không có khả năng tự vệ ở Gaza, thì nước này đồng thời cũng cung cấp cho Israel sự hỗ trợ về vũ trang, tình báo, truyền thông và tài chính chưa từng có. Kết quả là những người dân Palestine phải gánh chịu những thảm kịch ông này cũng cho rằng sự hiện diện quy mô lớn của mỹ và nguồn tài trợ của nước này trong cuộc khủng hoảng gần đây đã chứng minh rằng quân đội israel là quân đội ủy quyền của mỹ và washington phải chịu mọi trách nhiệm về thảm họa trong khu vực những tuyên bố từ vị tướng của iran là một hành động đổ thêm dầu vào ngọn lửa chống mỹ và chủ nghĩa bài do thái đang hoành hành ở trung đông ở thời điểm hiện tại thì lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã bắn một tên lửa vòm sắt vào một mục tiêu đáng ngờ bay vào không phận Israel từ phía Liban. Đây có thể là một máy bay không người lái nhưng mà quân đội vẫn đang tiếp tục điều tra. Trong khi đó, tờ New York Times là tờ báo đã nhiều lần nêu bật tuyên bố của Hamas rằng vụ nổ tuần trước tại bệnh viện Al-Ali ở thành phố Gaza là một cuộc không kích của Israel gây ra. Nhưng mà giờ đây thì lại cho biết Hamas đã không cung cấp hoặc là thậm chí không mô tả bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy Israel đã thực hiện vụ tấn công vô nhân đạo vào bệnh viện An Al Ali. Ngược lại, phía Israel đã cung cấp được các bằng chứng cho thấy rằng nguyên nhân là do một vụ bắn tên lửa thất bại từ Gaza vào Israel của nhóm khủng bố Hồi giáo Jihad của Palestine. Một đánh giá đã được Hoa Kỳ xác nhận và cho biết rằng họ có bằng chứng về vấn đề này. Từ New York Times cũng đưa tin rằng Hamas đã từ chối yêu cầu đưa ra bằng chứng về loại đạn mà họ cho là đã bắn vào bệnh viện. Ghazi Haman là một quan chức cấp cao của Hamas nói với tờ báo rằng tên lửa đã tan như muối trong nước, nó đã bốc hơi rồi và chẳng còn lại gì cả. Trong một thông điệp bằng văn bản gửi tới tờ báo này, Salama Marov là người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hamas đã nói Ai nói rằng chúng tôi phải có nghĩa vụ giao nộp phần còn lại của mọi tên lửa đã giết chết người dân của chúng tôi? Nói chung, các bạn cứ đến đó và điều tra mà xác nhận Sau đó Tờ Wall Street Journal cũng đã thực hiện điều tra Và họ đã ủng hộ lập luận của Israel rằng Vụ tấn công là kết quả Của việc phóng tên lửa bất thành của Hamas Các kháng tin như là CNN và AP Sau đó cũng đồng quan điểm này Tuy nhiên con số thương vong thì mỗi nơi lại đưa một kiểu Cộng đồng tình báo Mỹ Tin rằng có 100 đến 300 người đã thiệt mạng Tại bệnh viện Anali Trong khi một quan chức châu Âu đưa ra con số thiệt mạng Là 50 hoặc ít hơn Nhưng các cơ quan y tế Hamas lại nhanh chóng đưa ra con số là 500 người chết, một con số được báo cáo rộng rãi trên toàn thế giới, mặc dù thực tế là con số thương vong của nhóm khủng bố không thể xác minh độc lập. Xin lưu ý rằng tất cả các kết quả điều tra hiện tại vẫn chưa được xác minh tính chính xác và nó vẫn chưa đủ để khiến cho kẻ thực hiện vụ tấn công phải tâm phục khẩu phục. Vì trong con mắt của Hamas, những tuyên bố này là đến từ phương Tây và chúng sẽ luôn bị bác bỏ. Cho nên, thế giới sẽ rất cần một cuộc điều tra toàn diện, cẩn trọng và độc lập trong vụ việc này. Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà các tổ chức quốc tế lại chậm trễ và dường như vô cảm trong việc điều tra xác minh. Moscow tìm cách vô hiệu hóa ATA CMS. Bắt đầu vào tuần trước, KF đã lần đầu tiên bắn tên lửa đạn đạo ATA CMS vào hai sân bay trực thăng của Nga ở Lucan và Berians. Chúng đã gây ra một số thiệt hại cho Moscow. Điều này đã khiến cho Mỹ rất phấn khích vì sự thành công của loại tên lửa này đã được chứng tỏ và nó cũng thể hiện sức mạnh của người Mỹ trên toàn cầu. Sau đó, đã xuất hiện những tiết lộ cho thấy rằng việc bàn giao những tên lửa loại này sẽ được Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện. Còn tại Nga, các chuyên gia quân sự đã phát triển một cách tiếp cận chi tiết để vô hiệu hóa bất kỳ một mối đe dọa nào từ tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ được chuyển đến Ukraine. Theo các chuyên gia quân sự Nga, tên lửa Kinzhal cũng có thể tấn công hiệu quả các bệ phóng trên các tàu hải quân. Ngoài ra, hệ thống phòng thủ của họ sẽ phải chuẩn bị tích cực để đánh chặn các tên lửa của Ukraine. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc chiến Ukraine thì có một kịch bản cứ lặp đi lặp lại, đó là đầu tiên các loại vũ khí của phương Tây đã gây thiệt hại không nhỏ cho Nga. Sau đó, người Nga dường như lùi lại để phòng thủ và nghiên cứu loại thiết bị đã tấn công họ. Sau khi tìm ra được chìa khóa vô hiệu hóa chúng thì họ lại thực hiện phản công. Và điều này xảy ra với tất cả các loại đạn dược và vũ khí từng được phương Tây tung hô. Và người ta cũng đang kỳ vọng rằng sẽ sớm nhìn thấy điều đó đối với ATA CMS Mỹ muốn tố vệ tinh Nga có hành vi không thân thiện Theo Audrey Schaffer, là giám đốc chính sách vũ trụ tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, vệ tinh Olympus K2 của Nga đã thực hiện việc di chuyển trên quỹ đạo xung quanh trái đất ở vị trí đồng quy và đôi khi đã dừng lại gần một số vệ tinh nước ngoài. Các nhà phân tích phương Tây đánh giá rằng vệ tinh này là vệ tinh gián điệp có khả năng thực hiện nhiệm vụ thu thập tín hiệu cho mục đích tình báo. Vệ tinh của Nga đã ở rất gần vệ tinh liên lạc Eutelsat 3B bao phủ châu Phi, Đông Phi, Trung Đông, Trung Á và Nam Mỹ. Mặc dù vẫn không biết Olympus K2 đang theo dõi loại vệ tinh nào, nhưng mà bài báo nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các cảm biến tiên tiến hơn trong phiên bản mới nhất của vệ tinh Nga cho thấy khả năng thu thập thông tin từ khoảng cách xa hơn. Mặt khác, bất kỳ cách tiếp cận cực kỳ gần nào cũng có thể gây ra nguy cơ va chạm. Cho nên, phía Mỹ nói rằng hoạt động của vệ tinh Nga sẽ được coi là có khả năng không thân thiện mặc dù nó không gây ra bất kỳ một nguy cơ va chạm ngay lập tức. Mỹ đã dùng máy bay trinh thám để cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. Thì giờ đây người Nga cũng sử dụng vệ tinh để do thám toàn bộ vùng địa lý rộng lớn hơn. Điều này là một lời nhắc nhở từ Moscow, yêu cầu phương Tây phải kiềm chế hành động do thám của mình, trừ khi họ muốn nhận lại những đòn đáp trả. Nín thở cho kịch bản thế chiến thứ ba Cựu đô đốc Law West của Hải quân Anh cảnh báo rằng nếu người Anh và người Mỹ đặt chân vào vùng đất Palestine, tình hình có nguy cơ phát triển thành một cuộc chiến tranh tổng lực. Cuộc khủng hoảng hiện tại ở Gaza đang có dấu hiệu phát triển thành thế chiến thứ ba. Ông này cũng dự đoán rằng không chỉ Anh và Mỹ có thể bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng Israel-Hamas, mà còn có cả các quốc gia như là Liban, Syria, Iran và Nga. Ông đã nói điều này trong bài phỏng vấn với The Sun. Trong đó, ông ấy đã đưa ra 6 bước tiến cho thấy thế giới đang đứng trước nguy cơ của thế chiến ba. Thứ nhất, đó là phản ứng thái quá của Israel. Mọi chuyện đều có thể bắt đầu bằng sự leo thang của Israel, có thể dẫn đến thương vong dân sự lớn hơn và làm thay đổi thái độ của thế giới Ả Rập. Ông nhấn mạnh rằng trong tình huống đó thì phản ứng đầu tiên sẽ là hành động của Hezbollah. Thứ hai, đó là chiến tranh ly bằng lan rộng. Cựu đô đốc Law West cho rằng nếu như Hezbollah tham chiến thì nó sẽ là một vấn đề thực sự lớn đối với Israel. Đại sứ quán Mỹ và Anh ở Beirut vốn là mục tiêu, trong khi các bộ trưởng Anh thì lo ngại cuộc chiến Israel-Hamas có thể lan tràn sang Liban bất cứ lúc nào. Thứ ba, Syria tham chiến. Nếu như chiến tranh lan sang Liban, thì bước tiếp theo có thể liên quan đến Syria do Nga hậu thuẫn. Đô đốc Anh cho biết rằng, cuộc chiến Israel-Hamas đã khiến cho thế giới không chú ý đến cuộc xung đột ở Ukraine. Phương Tây sẽ phải phân tâm ở Trung Đông, và đây là điều mà ông Putin, và đây là điều mà ông Putin mong đợi. Khi này, Moscow sẽ bổ sung hỏa lực để dứt điểm Ukraine, đồng thời hỗ trợ đồng minh syria bằng cách hậu thuẫn cho quân đội syria thứ tư đó là chiến tranh với iran iran có thể cố gắng để sử dụng ảnh hưởng của mình đối với các tổ chức khủng bố ở các quốc gia khác để tiến hành các cuộc tấn công vào israel điều này có thể dẫn tới phản ứng của israel cựu lãnh đạo hải quân anh ước tính nếu như israel tấn công iran thì chắc chắn rằng tehran sẽ cáo buộc mỹ và anh có liên quan vì vậy đột nhiên xung đột sẽ mở rộng một cách đáng kể Iran là nước ủng hộ số 1 cho Hamas của Palestine, cũng như là Hezbollah của Liban. Thứ năm, trên thực tế, vào hôm thứ Sáu thì một tàu chiến của Mỹ đã nổ phát súng đầu tiên bắn hạ một máy bay không người lái và tên lửa do phiến quân Houthi ở Yemen phóng ra. Tổ chức vũ trang này cũng được Iran hậu thuẫn. Đô đốc West chỉ ra rằng, nếu như Israel bắt đầu gặp vấn đề vì mặt trận kép với Hezbollah và Hamas, thì có nguy cơ thực sự là Mỹ và Anh sẽ phải can dự. Trong trường hợp như vậy, NATO sẽ cố gắng để tăng cường sự hiện diện của mình ở phía đông địa Trung Hải vì có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lớn. Và thứ sáu, đó là vai trò của Ả Rập Saudi trong trò chơi này. Ả Rập Saudi sẽ tham chiến và sẽ làm mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh hỗn loạn. Iran là người ủng hộ phiến quân Houthi ở Yemen. Đây là một tổ chức đang xung đột với Ả Rập Saudi. Phiến quân đã phóng tên lửa vào lãnh thổ của họ. Và sự kiện này kết hợp với các xung đột trong khu vực có thể khiến cho mọi thứ lan rộng mất kiểm soát và đẩy người sau đi vào cuộc chiến này. Đó là 6 bước tiến cho kịch bản bùng nổ thế chiến trong trường hợp nó bắt đầu từ Trung Đông. Trong những diễn biến tiêu cực gần đây, nếu như các bên vẫn tiếp tục thể hiện sự hung hăng bạo lực của mình và khước từ đi đàm phán thỏa hiệp, kiên quyết giải quyết sự khác biệt bằng vũ lực thì những lo ngại của vị đô đốc trên sẽ không còn xa vời. Nhưng mà chúng ta vẫn luôn mong mỏi rằng các bên sẽ kiềm chế bạo lực và cần lắm một nhà lãnh đạo đủ tài giỏi để khiến cho các bên có thể ngồi lại với nhau trên bàn đàm phán. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.